người đang đá hậu vệ trái của Công an Dân đó là Nguyễn Hữu Anh Tài, cầu thủ từng có thời gian thi đấu tại giải A3 của Hàn Quốc. Rất hợp lý. Viết Trường đá bóng rất nguy hiểm, cơ hội rất đẹp mắt, 1-0 cho Công an Dân. Người ghi bàn đó là số 11 Nguyễn Văn Anh. Bàn thắng thứ hai của Văn Anh ở mùa giải này cho Công an Nhân dân. Một pha tạt bóng từ cánh phải rất tốt của Phùng Viết Trường và bóng đến vị trí của Văn Anh. Sau một tình huống quất bóng thì anh đã sút tung nóc lưới của thủ thành tranh vũ bên phía Bình Phước. Phút thứ 5, Công an Nhân dân đã có bàn thắng mở tỷ số. Một bàn thắng rất đẹp, một cú cứa lòng tuyệt vời của Nguyễn Văn Anh, cầu thủ quê Hải Dương. Không chế bóng cũng rất gọn ghẽ, và sau đó là một cú cứa lòng về góc chữ A của Thanh Vũ.